Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của các cơ quan tổ chức. Điều đáng nói, khách hàng của các đối tượng này chủ yếu là sinh viên. Cơ sở làm giả con dấu được đặt trong một cửa hàng chuyên photocopy tại đường Bạch Liêu, ngay bên cạnh trường Đại học Vinh. Để phát hiện được hành vi của các đối tượng, các trinh sát công an phường Trường Thi, thành phố Vinh đã phải theo dõi nhiều ngày và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Qua công tác nắm tình hình, công an phường Trường Thi là nắm được một số thông tin là có một số đối tượng là làm giả các con dấu chữ ký của công an các phường trong phiếu xác nhận sinh viên nội trú ngoại trú để bán cho các học sinh sinh viên. Thì sau khi nhận được nguồn tin thì công an phường là tập trung xác minh và ra soát cái đối tượng đến địa bàn. Thì qua công tác xác minh thì công an phường nắm được là cái cơ sở sản photo vi tính Hoàng Mạnh ở số 75 đường Bạch Liêu thuộc của chính phường Thi là có rất nhiều biểu hiện nghi vấn. Bước đầu thì các đối tượng là còn có khai nhận là còn làm thêm một số giấy tờ giả của cái cơ quan tổ chức khác của trường Đại học Vinh, một số chứng chỉ tin học và ngoại ngữ. Khi thời cơ đã chín mùi, ngày 4 tháng 7 năm 2014, công an thành phố Vinh đã triển khai lực lượng bắt quả tang hai đối tượng khi chúng đang thực hiện hành vi làm giả giấy tờ với đầy đủ tang vật. Đó là Trần Viết Hóa, 21 tuổi, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và Nguyễn Hoàng Mạnh, 38 tuổi, ở thành phố Vinh, Nghệ An. Hóa là nhân viên của quán photocopy do Mạnh làm chủ. Theo lời khai ban đầu, thì nhận thấy nhu cầu chứng chỉ, hồ sơ của sinh viên khá cao, nên chúng đã sao chụp lại dấu đỏ và chữ ký của các cơ quan liên quan, rồi in màu, làm giả bán cho sinh viên. Chúng còn giả dấu của công an các phường để xác nhận nội trú, ngoại trú của sinh viên. Đấy là sinh viên yêu cầu. Bởi vì là trong thời gian lớp 1-2 ngày là sinh viên phải nộp, thì yêu cầu này làm tạm cho em để nộp cho kịp, để họ nộp họ về. Lực lượng công an đã thu giữ các phương tiện làm giả giấy tờ như máy in màu, máy scan, máy vi tính và nhiều phôi chứng chỉ tin học ngoại ngữ của nhiều trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.